Vừa qua, tại hội nghị thường trực chính phủ với các doanh nghiệp lớn về giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam từ một nền kinh tế lạc hậu đã vươn lên lọt top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới. Trong đó, doanh nghiệp doanh nhân luôn giữ vai trò then chốt là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Riêng kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 45% GDP, tạo ra khoảng 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động, tỷ lệ đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm khoảng 34%. Một lực lượng doanh nghiệp tư nhân lớn, tích lũy đủ năng lực về quy mô vốn, trình độ công nghệ và quản trị doanh nghiệp, có thương hiệu vươn ra thị trường khu vực và thế giới như tập đoàn Vingroup, Thaco, Sovico, TH. Trong các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đại diện tập đoàn TH gây chú ý với đề xuất xây dựng luật dinh dưỡng học đường nhằm cải thiện sức khỏe, tầm vóc thế hệ trẻ nói riêng và người Việt Nam nói chung. Khi lâm sữa rồi thì tôi mới thấy Việt Nam đã đứng thứ 15 chứ đến giờ vẫn đứng thứ 15. Mặc dù trong giai đoạn qua đất nước đã cải thiện rất là nhiều liên quan đến an sinh xã hội, đặc biệt là tầng lớp học sinh. Rất cảm ơn Thủ tướng vừa rồi đã chỉ đạo rất sát sao về vấn đề là luật dinh dưỡng học đường. Vừa rồi Thủ tướng chỉ đạo như vậy xuống Bộ Y tế và tôi vẫn đề xuất rằng là phải ra một luật riêng. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng dành cho người Việt, tập đoàn TH đã có nhiều năm đồng hành cùng các bộ, ban, ngành, chính phủ chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi vàng. Tháng 9 năm 2014, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập đoàn TH phối hợp khởi động chương trình chung tay vì tầm vóc Việt. Đây là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia, kêu gọi mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia vào đề án sữa học đường. Một nội dung của đề án 641, đề án tổng thể phát triển thể lực tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Khát vọng của tôi thực sự làm thế nào con trẻ mình có một lít sữa chuẩn chỉ nhất và lứa tuổi học đường là 2 đến 12 tuổi, 86% chiều cao của đời người phát triển ở đây. Rất mong Thủ tướng chỉ đạo sát sao hơn nữa để Bộ Y tế họ làm nhiệm vụ để Quốc hội họ ban hành. Bà Thái Hương, nhà sáng lập chủ tịch Hội đồng Chiến lược TH cho rằng những năm qua, Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân. Song vẫn có những vấn đề về dinh dưỡng ở tuổi tiền học đường và học đường. Luật dinh dưỡng học đường cần được xây dựng một cách bài bản, cẩn thận, chỉn chu, bao trùm nhiều nội dung về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trên cơ sở các nghiên cứu, mô hình đã có kết quả thực nghiệm. Từ đó, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của tập đoàn TH nói riêng và các tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nói chung trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.